Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong channel của tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về dự án Mizuka. Đây là một dự án về việc chuyển đổi thế giới âm nhạc thông qua blockchain và kết thúc khoảng cách giữa nghệ sĩ âm nhạc và người hâm mộ. Hiện nay bạn có thể tải xuống phiên bản Mizuka Studio V010 với các phương tiện là MacBook, Windows và Linux và về phần thách thức của Mizuka thì nhạc sĩ và người hâm mộ là những người sáng tạo có giá trị thực sự trong ngành công nghiệp âm nhạc ngày nay nhưng họ không thể được thưởng xứng đáng cho sự sáng tạo giá trị của họ nghệ sĩ đang đói Mọi người đều nghe nhạc, nhiều người trả tiền cho âm nhạc nhưng nghệ sĩ vẫn không thể kiếm tiền. Người hâm mộ vẫn còn bị đóng băng như người tiêu dùng, mặc dù Họ là những người thực sự tạo ra siêu sao. Họ cống hiến thời gian và nỗ lực bỏ hiệu phiếu tạo ra các bài hát cover, lan truyền và thậm chí viết tiểu thuyết cho các nghệ sĩ yêu thích của họ. Nhưng không ai thưởng cho nỗ lực và lòng tận tụy của họ. Những nhà phân phối và nền tảng trung gian thì đang tạo ra lợi nhuận quá mức trong một thời gian và các nhiệm vụ không phức tạp của việc chuyển các giá trị đã sẵn sàng. Mizuka sẽ mang đến sự đổi mới cho các Giá trị trong ngành công nghiệp âm nhạc kỹ thuật số, Mizuka sẽ cải cách giá trị được tạo ra và nắm bắt bởi những người chơi khác nhau trong ngành. Họ sẽ trả lại phần thưởng cho những người tạo ra giá trị từ những người chỉ chuyển giá trị trong khi khôi phục phần bị mất từ vi phạm bản quyền kỹ thuật số thông qua công nghệ blockchain. Và khác biệt của Mizuchan đó chính là các dự án blockchain âm nhạc trước đây đã bỏ qua tầm quan trọng của một cơ sở người dùng lớn để đạt được sự chấp thuận rộng rãi các dự án này đã chứng minh rằng có thể đưa ra một tỷ lệ hoa hồng cao hơn cho các nghệ sĩ cho công việc của họ bằng cách sử dụng các giao dịch hợp đồng thông minh tuy nhiên đối với các nghệ sĩ tỷ lệ hoa hồng thấp được cung cấp từ các ứng dụng phát triển nhà truyền thống có lượng người dùng thấp hơn các hấp dẫn ở các ứng dụng blockchain sử dụng giao dịch hợp đồng thông minh trong tại thời điểm hoa hồng 10% của 1.000 đô la từ iTunes thích hợp hơn với 90% từ 1 đô la từ giao dịch hợp đồng thông minh Mizuka sẽ tạo ra một nền kinh tế mới để khuyến khích người dùng Mizuka nhằm mục đích cung cấp cho các nhạc sĩ những điều tốt nhất cho cả hai thế giới tỷ lệ hóa hồng cao hơn cho nội dung sáng tạo của họ và cơ sở người dùng mạnh mẽ. Mizuka đã phát triển một hệ thống mạnh mẽ để khuyến khích người hâm mộ đóng góp cho hệ sinh thái Mizuka. Những ưu đãi này sẽ xây dựng cơ sở người dùng cần thiết cho Mizuka để cung cấp hoa hồng cao hơn cho các nghệ sĩ cùng với cơ sở người dùng hàng loạt của các trang web nhà truyền thống hiệu ứng mạng từ một cơ sở người dùng khối lượng sẽ là chìa khóa để phát triển hệ sinh thái tự trị, tự duy trì. Nói cách khác, Mizuka có thể tự cung cấp cho các nghệ sĩ nhạc 90% trong 1.000 đô la và họ đã hoàn thành việc này trước đây. Mizuka đã có những thành tựu đáng kể đối với sự phát triển của giải pháp bền vững cho sự thiếu hiệu quả trong ngành công nghiệp âm nhạc kỹ thuật số vào năm 2015, những người đồng sáng lập Mizuka đã cho thấy cơ hội trong ngành công nghiệp âm nhạc trực tuyến và bắt đầu nền tảng nhạc trực tuyến. Mapia Company chỉ trong hơn 3 năm, Mapia Company đã trở thành một nền tảng nhạc số 1 toàn cầu với hơn 2 triệu người dùng. Mizuka sẽ xây dựng dựa trên nền tảng người dùng và cộng đồng hiện tại. Và họ sẽ không bắt đầu từ scratch. Họ có 3 năm kinh nghiệm, 150 quốc gia có số lượng người dùng và có hơn 2 triệu hơn 2 triệu người dùng, hơn 17.000 nghệ sĩ. Mizuka đã được xây dựng trên 2 triệu người dùng hoạt động, không giống hàng trăm ISO không có bằng chứng thực tiễn. Mizuka không chỉ bắt đầu từ đầu, nền kinh tế mã thông báo được xây dựng mạnh mẽ trên mặt sau của doanh nghiệp hiện có và tạo lợi nhuận và tư nhân và tài trợ công khai với hơn 2 triệu người dùng và người đăng ký hoạt động từ hơn 500 quốc gia và nghệ sĩ từ hơn 30 quốc gia qua nhiều năm kinh nghiệm họ đã học được những cách chính xác để xây dựng một cộng đồng được điều hành bởi các cá nhân trung thành và được khuyến khích chìa khóa để thành công của bất kỳ dự án blockchain và dựa vào cộng đồng nào bạn có thể tìm hiểu và đầu tư vào dự án này thông qua trang web www.mizuka.network Cảm ơn các bạn đã nghe xin chào lại các bạn